Vâng, xin chào các bạn nhé. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi vào trong cái quán cà phê ở trung tâm thể dục thể thao và khu vui chơi luôn này các bạn. Ở tại địa chỉ là 06-1 Nguyễn Thị Định. Đây, ngay chỗ gọi là khu vui chơi giải trí thể dục thể thao Anh Long. Đây, khu vui chơi, cái này gọi là khu vui chơi giải trí trung tâm thể dục thể thao Anh Long á. Thôi mình đi vào này. Đây, khu vui chơi hồ cá coi này rất thú vị, ngồi uống cà phê. Cái này thú vị này. Đây đây, xuống xuống đây, xuống ngồi đi. Nhiều đi, cá nhiều thật nhé. Ui. Này gọi là hồ hồ cá coi hả? Cá coi. Muốn con này này đẹp quá. À, chào ơi, chào cả nhà đi này. Chào nhà. Buôn Ma Thuột thì ngày một phát triển những cái mô hình và cái quán cà phê và khu vui chơi rất là đẹp các bạn ạ. Thank you.
Ở đây ngồi quán cà phê, ngồi trong cái bàn cà phê thì cảm giác như kiểu là ngồi ở trong trong hồ, trong các cái thuyền. Đây có khu vui chơi trẻ em nữa này. Còn đây có cả hồ bơi như này đó. Cái này mới khai trương được có mấy hôm. Mô hình tiểu cảnh cực kỳ đẹp ha. Đây này các bạn này đấy, mình ngồi ở đây cảm giác như đang ngồi ở cái trong cái thúng cái thuyền ấy. Thì cuối tuần thế này thì rất đông trẻ em. Vâng, video mình đến đây xin kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay thì hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.